đội marketing sinh ra để làm gì? Mục đích cuối cùng của marketing là bán được hàng. Mình phải có con số để mình đo đạt được cái hiệu quả của mọi cái chiến dịch. Nên xét cái KPI này, đặc biệt là đối với những cái chỉ số mà có thể đo lường chính xác và phản ánh trực tiếp vào cái hiệu quả kinh doanh. Đo thì kiểu gì đo được, thì anh đang nói là nó không thể chuyển đổi ra doanh số ngay để mà áp cái KPI. Nếu mà anh làm marketing branding hay là anh làm marketing event thì áp doanh số bằng cách nào? Theo như quan điểm của em á, marketing có phải áp chỉ tiêu doanh số như là đội sale hay không? Thì theo như em là phải có, và em đồng ý với quan điểm này. Thứ nhất thì mình phải trả lời trước cái câu hỏi là cái đội marketing sinh ra để làm gì? Đội marketing có phải là sinh ra để quảng bá sản phẩm của mình, quảng bá cái thương hiệu của mình đến với nhiều khách hàng hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn? Em lấy ví dụ như là anh Dũng, ông bán sáp vuốt tóc. Khi mà chiến dịch marketing đã thành công thì khi khách hàng nhắc về sáp vuốt tóc sẽ nhắc về sáp vuốt tóc của ông Dũng tóc dài. Ví dụ là như vậy. Cái thứ hai á, marketing mục đích cuối cùng là gì? Mục đích cuối cùng của marketing là bán được hàng. Ví dụ như em đang bán 1.000 sản phẩm trong tháng này, trước khi em mà muốn khởi tạo một chiến dịch marketing thì em phải đặt cái target vào những tháng tiếp theo em sẽ bán được 1.000, 2.000, 3.000 sản phẩm, thì đó là một cái mục tiêu cuối cùng của một chiến dịch marketing. Cái thứ ba, marketing với sale nó giống nhau về mục đích cuối cùng là bán hàng. Bởi vậy mình phải có con số để mình đo đạt được cái hiệu quả của mỗi cái chiến dịch, chứ mình không thể nào lãng phí ngân sách cho mỗi cái chiến dịch được. Dũng có nói là mục tiêu của đội marketing cuối cùng cũng là dẫn đến doanh số đúng không, và mục tiêu của đội sale cũng là doanh số. Vậy thì mục tiêu của hai đội này nếu mà như thế thì khác nhau như thế nào? Hai cái điều là cái mục tiêu cuối cùng là có được doanh số, nhưng nó khác nhau về cái cách làm. Sale thì mình có nhiều cách bán, còn marketing á thì nó có nhiều chiến dịch. Ví dụ như cái chiến dịch để phủ thôi, mình chưa mang lại doanh số liền, còn những cái chiến dịch là muốn đánh để mang lại doanh số liền thì nó khác nhau ở cái điểm đó, và cái cách làm nó khác nhau. Thưa sếp, theo em thì quan điểm này em đồng tình. Tuy là marketing thì sẽ có khá nhiều cái mục tiêu đo lường khó khăn cũng như là mất thời gian, ví dụ như là độ nhận diện thương hiệu hoặc là độ phủ thương hiệu. Tuy nhiên là đa số trường hợp thì em nghĩ là vẫn có thể set KPI được vì một số lý do sau. Thứ nhất là để có thể dễ dàng theo dõi được tiến độ trong công việc và từ đó ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Ví dụ như khi mà một bạn đang làm một cái chiến dịch marketing và mình nhìn thấy ngay kết quả nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả các chiến dịch trước đây chẳng hạn, hoàn toàn có thể dừng ngay lập tức. Cái thứ hai là có thể đánh giá được cái năng lực của nhân sự hoặc là hiệu quả của chiến dịch đó một cách chính xác và từ đó lên kế hoạch và rút kinh nghiệm cho những chiến dịch sau một cách hiệu quả hơn. Và thứ ba sẽ tạo động lực cho nhân viên luôn luôn phải đổi mới sáng tạo và tìm ra các cách để hiệu quả hơn trong công việc. Thì em kết luận là sẽ nên set cái KPI này, đặc biệt là đối với những cái chỉ số mà có thể đo lường chính xác và phản ánh trực tiếp vào cái hiệu quả kinh doanh, như là các chỉ số lead trên data này, hay là khách hàng trên lead, hoặc là chỉ số mà customer result trong digital marketing. Em có thấy anh có nói về một số chỉ số thì em muốn đặt một câu hỏi là theo như anh, một chiến dịch marketing như thế nào thì hiệu quả là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh đo đạt một chiến dịch marketing như thế nào? Chạy marketing nó có nhiều loại, nó nhiều hình thức. Thì ở đây anh ví dụ ra là mình chạy trên Facebook thì khi đó tùy vào ngành hàng mình sẽ có cái chỉ số là chỉ số tiêu chuẩn. Ví dụ như là khi mà mình chạy ra một message khách hàng nhắn tin cho biết chẳng hạn, thì cái chỉ số tiêu chuẩn của nó là 5-6 ngàn Việt Nam đồng. Em xin nhắc lại anh cái ví dụ như cái giá thầu nó bị nâng lên và nó không còn nằm 5-6 ngàn nữa, hoặc là 5-6 ngàn đó phân phối không được đến nhiều khách hàng, mình phải đổi lại cái ngân sách thì mình sẽ làm như thế nào, nó bị lỗ cái ngân sách. Thì chính xác là khi đấy mình đánh giá được hiệu quả của từng chiến dịch đấy, và chiến dịch nào mà nó fail cái hiệu quả của mình đó thì mình tắt đi. Vậy có phải là cái lúc mà mình vừa khởi tạo chiến dịch mà cái chi phí nó cao hơn một cái là mình ngừng chiến dịch, là chiến dịch đó thất bại luôn không? Cái đó thì tùy vào cái budget của mình nữa và cái cách chạy của mình nữa. Đấy, ví dụ như là bình thường trong thực chiến mà anh chạy thì ví dụ tạo 20 cái campaign chẳng hạn, và sau đấy mình đánh giá từng cái campaign, ví dụ mình có một cái budget là $5 cho một campaign và sau $5 là mình đánh giá hiệu quả và giữ lại những cái nào hiệu quả tốt và tắt đi những cái mà chưa tốt. Cái câu hỏi thứ hai là như thế nào là một chiến dịch hiệu quả, mình đâu đo đạt được? Thì cái chiến dịch đó là mình fail. Vậy là anh đã hao hùng ngân sách vô một cái chiến dịch fail. Đúng rồi, thì thế này mình nói là mình có một cái budget để mình test trong cái khoảng đó. Nếu mà anh làm marketing branding hay là anh làm marketing event thì áp doanh số bằng cách nào? Nếu mà làm marketing event hoặc là marketing như sếp nói là branding đúng không ạ, thì nó vẫn có các chỉ số, như là ví dụ là event thì mình có cái chỉ số là số lượng người tham gia này, hoặc là khi mà làm khảo sát mỗi event em thường thấy là các bạn sẽ có cái lượng khảo sát đấy thì sẽ đo đếm được bằng cái khảo sát đó. Dĩ nhiên là như em chia sẻ lúc đầu, những cái liên quan đến branding thì sẽ mất thời gian để đo đếm hơn và thường là gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đo đếm cái chỉ số đó. Em không có đam mê marketing lắm, em xin chia sẻ thật, và em muốn hỏi sếp là branding là gì? Branding đó là chúng ta làm marketing về thương hiệu đó. Dạ, chúng ta làm về thương hiệu. Dạ. Thì theo em như thế này, trước khi một cái event xuất hiện thì chúng ta sẽ check trước và chúng ta sẽ đo được là bao nhiêu khách hàng đi, bao nhiêu khách hàng có thể mua sản phẩm, bao nhiêu khách hàng quan tâm đến sản phẩm này và đối tượng khách hàng như thế nào, thì chúng ta có thể đo đạt ngay từ đầu là khách hàng có đi hay không. Nếu mà làm event thì khách hàng phải đi thì nó mới chuyển đổi được. Còn về mà khi mà mình làm thương hiệu á, thì mình làm một cái dài lâu. Theo em nghĩ là mình cứ đo lại, ví dụ như tháng trước chưa làm thì cái lượng khách hàng tới với cái trang web của mình qua những kênh social ở lại được bao lâu và khách
hàng xem mỗi cái lượt xem ở cái trang web của mình được bao lâu và khách hàng có hành vi tiêu dùng trên trang web của mình hay không. Em nghĩ đó là một công cụ đo đạc. Em muốn các em làm rõ thêm cái câu hỏi của sếp Quyền, bởi vì ở đây nó liên quan đến chuyển đổi doanh số thì nó mới áp được KPI đúng không? Nó link với cái câu hỏi của chương trình là marketing có phải chịu KPI về doanh số không, thì rõ ràng là event hay branding nó không thể tạo ra cái doanh số ngay tại một cái thời điểm đó, thì nếu anh làm marketing anh đâu chịu nhận cái đó đâu. Em xin trả lời là mình có thể mô phỏng con số đó. Ví dụ như sau mỗi cái chiến dịch marketing á, thì cái lượng khách hàng, cái lượng traffic đến với những cái website, những cái kênh social của mình như thế nào, mình có thể lấy để mình đo đạt lại, và từ đó mình có những cái số liệu để mình căn cứ để mình làm những cái kết quả kinh doanh. Hiệu quả thì nó chưa đến tức thì, nhưng mà nó sẽ khác biệt về cái lượng traffic của những tháng trước, cho nên là em nghĩ là vẫn có thể đo đạt được, nhưng mà convert thì sẽ cần thời gian. Đo thì kiểu gì đo được, nhưng mà nó có nhiều công cụ để đo, như anh đang nói là nó không thể chuyển đổi ra doanh số ngay để mà áp cái KPI. Như em trả lời từ ban đầu ấy, thì em nghĩ là đội sale và đội marketing không nên được set target cùng với nhau là giao doanh số, mà team marketing nó sẽ có các chỉ tiêu riêng và team sale sẽ có chỉ tiêu riêng, và team marketing thì có thể chịu một phần tỷ lệ trong cái phần doanh số đó. Ví dụ như KPI của bạn ấy có 3 đầu mục thì 2 đầu mục ban đầu có thể là traffic, có thể là lượng người đi tham dự event, có thể là chỉ tỷ lệ giá để được acquire một khách hàng mới chẳng hạn, và cái tiêu chí cuối cùng mới là doanh số và chiếm tỷ trọng ít hơn so với đội sale, thì em nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Anh muốn nghe từ Phong với Dũng, tụi em hiểu marketing là gì. Em á, là em thuần bên direct sale, em đi từng nhà, em gõ từng cửa và em đi bán hàng, thì em kéo đội quân em đi như vậy. Còn marketing á, những cái kênh social á, thì cái mục đích cuối cùng theo em nghĩ vẫn là quảng bá cái thương hiệu của mình, nhưng mà quảng bá nó được rộng rãi hơn và được nhanh hơn cái kênh direct sale. Ví dụ như direct sale thì một ngày chúng ta chỉ đi được một tỉnh thôi, nhưng mà marketing chúng ta đánh vùng lớn hơn và chúng ta tiếp cận được nhiều hơn. Tới khi mà nhắc về thương hiệu của chúng ta thì khách hàng có thể nhớ đến. Bán hàng cho điểm bán gọi có marketing hay là bán hàng? Mình bán hàng cho những cái khách hàng mục tiêu và những khách hàng nhận diện được thương hiệu, đang có nhu cầu cần đến sản phẩm của mình. Bán hàng cho đại lý hay là marketing hay là bán hàng? Nếu mà một công ty mà lớn rồi đó thì mình marketing để mình kiếm những cái đại lý khác, mình mở rộng thêm. Còn những công ty mà nhỏ chưa ai biết đến đó, thì họ phải marketing cái sản phẩm của họ để cho nhiều người biết hơn. Bán hàng vô cho đại lý là bán hàng hay là marketing? Nếu mà bán hàng cho đại lý là bán hàng. Còn được không? Theo em ấy thì marketing có hai mục đích, một là tiếp cận khách hàng và hai là nâng hình ảnh của sản phẩm lên với càng nhiều khách hàng càng tốt. Anh nghĩ nhân dịp này anh chia sẻ với tụi em cái marketing á, để tụi em nắm được nó như thế nào. Marketing là cái chữ tiếng Anh, nó bắt đầu từ chữ market á, tức là đem mọi thứ ra chợ. Nó thêm chữ in vô là nó thành danh từ, đúng không? Thì marketing tức là tất cả những hoạt động để mà mình đem hàng từ trong nhà máy đến tay của người tiêu dùng. Vậy thì á, tùy theo hệ thống phân phối, chúng ta có thể là đem hàng tới bán cho đại lý, xong rồi từ đại lý họ bán ra. Vậy chúng ta làm những hoạt động để mà đại lý họ mua vô, xong rồi bán ra, chỗ đó gọi là trade marketing. Còn các bạn mà tập trung vào để cho người ta nhận biết được, để người ta tìm đến đại lý người ta mua hàng, thì cái đó gọi là consumer marketing. Sau đó các bạn mới có rất nhiều những cái công cụ khác nhau để các bạn làm. Nó có digital marketing, nó có above the line, nó có below the line, đó là phương tiện để các bạn làm. Nhưng các bạn phải hiểu là marketing là đem hàng từ nhà ra tới tay người tiêu dùng, đúng không? Vậy thì á, để cho người tiêu dùng mà họ mua hàng thì mình phải coi là cái quy trình mua hàng của người ta như thế nào. Người ta bắt đầu bằng nhận biết, sau đó người ta thử, sau đó người ta bắt đầu đi mua, người ta xài thử, người ta thấy được, người ta bắt đầu lặp lại thấy tốt thì người ta bắt đầu trở thành là người ambassador cho cái brand đấy, đi giới thiệu cho mọi người. Thì nguyên cái chu trình mua hàng người ta gọi là cái phễu mua hàng á, thì thấy là ở mỗi cái quy trình, ở mỗi giai đoạn như vậy, chúng ta đều có những việc khác nhau để làm, và cái đó là marketing, đúng không? Vậy thì ở giai đoạn đầu người ta chưa biết thì phải xây dựng cái sự nhận biết, thì gọi là brand awareness. Thì ngay ở chỗ đó thì chắc chắn là các bạn không có doanh số để các bạn đo lường, nhưng mà khi bắt đầu cho người ta thử, các bạn thấy những chiến dịch liên quan đến sampling là đưa cho người ta xài thử, đúng không? Thì ở đó cũng chưa có đo lường về doanh số, nhưng bắt đầu cho người ta tới purchase, tức là người ta mua, thì lúc đó bắt đầu tính doanh số. Vậy thì mình bắt đầu cho khuyến mãi, mình trưng bày, mình làm nhiều thứ, đúng không? Sau đó người ta lặp lại, thì các bạn thấy những chương trình liên quan đến loyalty nè, có điểm trở lại mua được tặng quà vân vân, thì đó là nguyên cái chương trình như vậy thì nó gọi là marketing. Mà hy vọng là các bạn hình dung được cái bức tranh lớn đó để các bạn thấy là trong từng giai đoạn như vậy thì mình cần làm cái gì cho hợp lý. Còn digital hay là above the line, below the line, nó sẽ là những cái phương tiện để mình làm từng giai đoạn.